Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng 2 năm 2018. Mình nhớ là hôm rồi chúng ta học đến đoạn thứ 5, 56, 57 rồi. 58 mình chưa có khai thác. Chưa học tới 58. Ồ vậy hả? Chưa tới 58. Bây giờ ôn lại. Không thể có một nguyên nhân hay một con người duy nhất nào lại có thể là cội nguồn mang lại hạnh phúc hay khổ đau cho mình. Nếu muốn thấu hiểu được điều ấy thì nhất thiết chúng ta cần phải phát huy một tầm nhìn thật bao quát và toàn diện về mọi sự vật và mở rộng sự quán thấy của mình về hiện thực. Và đấy cũng là cách giúp ý thức được những gì mà mình đang sống là kết quả mang lại từ vô số các nguyên nhân và điều kiện chi phối bởi nguyên lý tương liên. Do đó, quả hết sức vô lý khi chúng ta khiển trách một người nào đó chẳng hạn như là người duy nhất nắm giữ toàn bộ quyền lực, tạo ra một tình huống đớn đau cho mình. Chính vì thế, nên thật hết sức quan trọng là phải thay đổi thái độ, khiến mình thốt lên rằng đấy là do lỗi của người khác, hay đấy là tình trạng xảy ra đã như thế. Cách nắm bắt hiện thực theo cung cách đó hoàn toàn sai lầm. Chúng ta phải chịu trách nhiệm về những gì xảy ra trong cuộc sống của mình, dù là tốt đẹp hay tệ hại. Đấy là quy luật của nghiệp, tức là quy luật nguyên nhân hậu quả chi phối tất cả mọi con người, không một chút thiên vị nào. Hiểu được và chấp nhận điều ấy giúp mang lại an bình cho tâm thức. Thưa đại chúng, là cái chủ đề của bài học hôm trước, chúng ta dùng một cái từ rất là thi ca, đó là hạt bụi và thiên hà, phải không? Thế rồi hôm nay mình cũng đi quanh quanh là chuyện này. Thưa các vị, cái chủ đề này nghe rất là lạ, nhưng mà kỳ thực nó là lý duyên khởi thôi nghe. Lý duyên khởi. Lý duyên khởi là chi? Giải thích một chút cái điều này để cho các vị mới đến làm quen với nó. Thưa các vị, có hai câu kinh ở trong A Hàm mà chúng ta, nếu từng học thì chúng ta thấy rất quen, đó là cái này có là cái kia có. Cái này sinh thì cái kia sinh. Cái này diệt cái kia diệt. Đó là lý duyên khởi. Hạt bụi nó làm thành cả thiên hà. Thế rồi cả thiên hà mất đi thì nó trở thành hạt bụi. Nếu không có hạt bụi, không có thiên hà. Nếu không có hình hài này thì không có bản ngã nghe. Rồi nếu không có hình hài này cũng không có vui buồn. Rồi gần nhất là thế này. Nếu các vị không có chứa phiền não trong tâm thức các vị, những cái quan niệm sai lầm về đời sống các vị thì sẽ không có khổ. Do vì ta tích khổ trong tâm thức ta, cho nên nó làm thành cái loại hạt mầm gọi là khổ nghe. Không có cái khổ là cái của đất trời trao tặng cho ai cả, mà do chính các vị. Và hầu như là mọi pháp giữa trần đời này nó đều tuân theo quy luật như vậy. Có cái này cho nên có cái kia. Và nó dính chằng chịt với nhau. Chưa có một
Có người nào giữa trần đời này mà cách rời hay là cách ly được với bất cứ những người liên hệ xung quanh? Dạ không có con người nào sống mà không có liên hệ với môi trường, với khí hậu, với thức ăn, với điều kiện thiên nhiên, chưa hề. Anh không thể độc lập một mình anh. Về cái lĩnh vực vật lý thì anh không có thể là tự hào rằng là anh sống một mình, anh độc lập, anh không nhờ ai. Về lĩnh vực tâm lý càng như vậy nghe. Thưa các vị, tri thức của các vị, hiểu biết của các vị, tình cảm buồn vui của các vị, ký ức của các vị, nó là sự liên hệ chằng chịt rất nhiều người trên cuộc đời này. Thì từ những cái nền tảng này các vị nhìn lại thì các vị thấy đôi khi mình có cái suy nghĩ sai lầm. Mình nghĩ rằng là mình rất là tự hào về cái hiểu biết của mình và của tiền của mình vân vân, nhưng kỳ thực rằng là tất cả những cái ta có đó, nó đành rằng một phần do công phu phước lành ta tạo, nhưng mà đa phần đó là sự liên hệ chằng chịt với nhau để hình thành. Về mặt tích cực, niềm vui của ta, hạnh phúc của ta, an lạc của ta, nó không phải riêng ta tặng, nó không phải riêng ta tạo, mà nó là cái sự tổng hợp của nhiều nhân duyên bên ngoài tác động hình thành. Và chưa có ai có được hạnh phúc mà hắn là người đơn độc giữa cuộc đời cả. Mình nói một cách rất là bình diễn đời thường thôi nghe. Một con người sống giữa cuộc đời này mà được nhiều người quan tâm, nhiều người nể trọng, nhiều người thương yêu, người đó rất hạnh phúc. Trong phạm vi nhỏ, thưa các vị, mình sống giữa gia đình là mình làm khổ bao nhiêu người trong gia đình thì mình bất hạnh nghe. Rồi mình mang hạnh phúc đến cho người gần gũi mình, làm cho họ phúc lạc, làm cho họ an vui, làm cho hạnh phúc thì mình hạnh phúc. Nguyên tắc là như vậy, nó liên hệ chằng chịt à. Một cái ví dụ dễ hiểu là thế này, ví dụ trong đạo tràng này có một người các vị rất ghét, không cần nhiều đấy, một người thôi, các vị vô đây các vị cảm thấy rất là khó chịu, tại vì nhìn quanh mình muốn tìm cái ly uống nước mà nhìn cái gặp mặt người mình đã ghét trước đó đã, chứ không phải thấy cái ly uống nước. Tức là cái con người đó nó trở thành mục tiêu tâm thức mình hướng về nghe. Thế thì chỉ cần một người các vị ghét ở trong số vài chục người, các vị đã khốn khổ rồi. Tâm thức các vị tự nhiên chật chội, không gian đi của các vị tự nhiên nó bị vướng vấp. Thế rồi cái việc gần hơn mà mình hay dùng cái ví dụ đó là các vị có thể gây hấn với ngàn vạn người còn sống được. Thế nhưng mà các vị làm cho phiền não người thân các vị thì không sống được đâu. Tại vì mình đi vô đi ra gặp, trốn đường nào, chạy tới trời không trốn được nghe. Cái điều thâm sâu hơn thế này, thưa các vị, tâm thức mình nó vô hình, nhưng mà nó là một sự nối kết, chứ không phải là nó vô hình hoàn toàn. Tâm thức thương yêu các vị nó là sự nối kết. Các vị khởi yêu thương là cái năng lượng vô hình đó nó liền chạm tới trái tim người kia. Các vị căm ghét thì cái năng lượng căm ghét các vị nó cũng chạm tới trái tim người kia. Thế cho nên người tu điều đầu tiên cần làm đó là giữ năm giới là như vậy. Càng tu tập lâu người ta càng an trú trong thiện pháp để hành trì. Tại vì pháp lành ấy, nó làm an lạc được mình, an lạc được người. Thì từ cái nền tảng đó các vị mới có thể tiến bộ được trên đời sống tâm linh. Nếu các vị gây đắng cay, gây phiền hận, gây căm thù với người, với động vật, với cỏ cây, với thú cầm, các vị tự nhiên là tạo thành cái lực ác độc, hay là cái môi trường rất là âm hiểm, rất là tiêu cực, nó tác động vào tâm thức các vị, đánh ngược lại các vị, rất khó tu nghe. Trên cái nền tảng thiện nghiệp mình tạo cho nó đủ đầy thì cái công trình tu của mình, thưa các vị, rất đơn giản, rất dễ lắm. Tu phất phơ thôi mà chứng quả. Còn mình tạo ác nghiệp quá nhiều, thưa các vị, là cái sự căm phẫn thù hận của người xung quanh nó tạo thành một cái năng lượng vô cùng xung động, tác động vào mình, làm cho mình khó tu lắm. Do vậy cho nên thưa các vị, lý duyên khởi nó hàm nghĩa rằng anh không đơn độc. Anh là một mắt ở trong ngàn vạn mắt lưới.
Nếu cơ thể anh nó là một sự tập hợp của triệu triệu tế bào để hình thành, thế thì cái sinh mạng anh giữa trần đời này, dù anh không dính liền với ai, thế nhưng anh cũng được dính liền với ngàn vạn cái tế bào sống của con người trên hành tinh này. Tinh vi hơn là anh dính liền luôn với môi trường đời sống nữa. Các vị hình dung rằng là môi trường mà không sạch đẹp, môi trường bị chất phóng xạ thì các vị không tồn tại nghe. Rồi cái phần rất là thâm sâu có thấy là cái môi trường nó đầy cái tâm thức ác độc ném vào, mình không thấy. Thế nhưng mà ảnh hưởng nó đến với tâm thức các vị ạ. Cho nên trong một xã hội phát triển văn minh và thiện lành, người ta dễ làm lành lắm. Trong một xã hội nó cực ác, đành rằng là mình cố trốn chạy, cố loại trừ những loại văn hóa nó đầu độc, nó nhuộm ác tâm thức mình, nhưng mà không tránh được. Nó thấm vô tự nhiên à. Cái năng lượng xung đột, năng lượng ác độc, năng lượng phẫn nộ, căm thù, thưa các vị, nó là một loại sống tâm thức chứ không phải là vô hình nghe. Thế cho nên thưa các vị là lý nhân duyên này, nếu mình quán chiếu cho nó thâm sâu thì các vị thấy rằng là mình có thể thay đổi được mình, thay đổi được đời sống gia đình mình, thay đổi luôn xã hội. Các bậc bố mẹ lưu ý điều này. Tất cả những việc các vị làm, thưa các vị, nó đều tác động đến con em các vị, đến người thân các vị, đến bố mẹ các vị. Cái sự lành thiện của ta, nó tạo thành phước điền cho con cái ta, tạo thành phước điền cho bố mẹ ta, cho người thân của ta. Tùy vào cái mức độ thiện lành của các vị làm cho năng lượng nó càng hùng hậu, thì cái khả năng chuyển hóa của mình đối với người thân nó rất dễ xảy ra. Thế cho nên đừng có quan niệm sai lầm rằng là đợi tới già mới tu, không. Càng trẻ càng tu á, cái năng lượng của mình nó đủ mạnh để đổi thay. Mà tới già có khi rất khó khăn, đó là cái tập khí của mình nó rất dày, cái quan điểm về đời sống mình nó cứng rồi, tức là tâm thức mình, ý thức mình nó dường như là nó đĩa hát máy đó, theo cái đường rãnh vậy nè, nó vận hành như vậy, thay đổi sự suy nghĩ rất khó nghe. Cho nên lưu ý điều này để các vị cố gắng và đổi thay chính mình. Kỳ thực rằng là cái công trình chuyển hóa tâm, cái công trình thay đổi chính mình, công trình này nó là một công trình có khi cũng không phải một đời làm được, mà là công trình của nhiều đời. Cái nền tảng của Phật học là nền tảng trí tuệ. Thưa các vị là khả năng hiểu biết Phật pháp của các vị làm sáng bừng những lý lẽ mà chúng ta học từ trong đạo, thì nó đã xây dựng được cái nền giác ngộ căn bản để các vị có cái nhìn rất là khác với cái đời sống trong quá khứ. Tự nhiên là hiểu Phật pháp rồi là khổ đau nó đã rớt xuống 50% rồi. Cái đặc thù truyền thống Phật giáo Đại Thừa với Thiền Tông á, nó không có bắt chúng ta là phải đi như thế này, thở như thế này, ăn như thế này, làm việc như thế này. Tức là không phải bước từng bước đi vô bằng cái công phu hành trì vận động từ bên ngoài vi đi vô. Đại Thừa họ có một cái quan niệm rằng là cái điều vô cùng quan trọng là ngay cái tâm của anh, ngay cái năng lực trí tuệ của anh, anh ngộ được Phật pháp, anh đổi thay được tư duy, anh có một cái nhìn như thế nào đó, thì tự nhiên có thể đổi cái khổ đó trong vòng tróc tay thôi. Thế cho nên thưa các vị, nhìn ở mức độ cạn á, thì mình nghĩ rằng là Đại Thừa họ vận dụng một cái loại ngôn ngữ là coi thường Phật giáo truyền thống, coi thường Tiểu Thừa. Nhưng mà kỳ thực những bài kinh của Văn Học A Hàm, của Tạng Ni Gia cũng có những bài nó tràn đầy cái chất giác ngộ đột biến như những lời của Văn Học Đại Thừa khai triển nghe. Chứ mình đừng tưởng rằng Đại Thừa họ nói điều đó rồi nó sai lạc với cái tôn chỉ nguyên thủy Đức Phật, thưa không. Đó là họ đứng trên cái bình diện là lý trí, cái bình diện nhận thức, cái bình diện trí tuệ, họ khai thác cái dòng chảy Đại Thừa. Thế cho nên các vị thấy rằng là trong pháp môn hành trì của Phật giáo Đại Thừa, vì như họ không có đặt quan trọng về tứ thiền bát định, không đặt quan trọng bằng cái con đường là thực tập từ từ, từ hơi thở đi vô, không có. Ngay nơi tâm đột phá ra là như vậy. Và nếu
Chúng ta học Phật Pháp, ta có một cái trình độ hiểu biết, nâng cái tầm cao nhận thức mình đến cái mức độ là mọi vật ở đời này nó đều tuân theo cái quy luật duyên khởi này. Nó là một mạng lưới rất là chằng chịt. Có một hạt bụi cho nên có dãy thiên hà. Có một phiền não cho nên nó sinh ra nhiều phiền não. Thế thì thưa các vị, mình thấy được cái nguyên lý trùng trùng như thế này rồi, mình không có nể hà chi. Cái chuyện là đem hết sức mình ra đóng góp cho cái công trình thay đổi người khác, hoặc đóng góp cho cái niềm vui hạnh phúc của người dâng lên. Tại vì làm được cho người là làm cho mình á. Cái quan niệm này nó đặt nền tảng trên Phật giáo Đại Thừa, nhưng mà nó cũng đặt nền tảng trên lý nhân duyên nha. Nhân duyên. Và lý nhân duyên là cái lý căn bản của Phật dạy. Nếu mở rộng thì nó gọi là thập nhị nhân duyên. Nếu ở trong phạm vi hẹp như chúng ta thì chỉ cần bốn câu thôi. Cái này có thì cái kia có, cái này sinh thì cái kia sinh, cái này diệt thì cái kia diệt. Nguyên tắc nó là như vậy. Rất là dễ hiểu. Đó là mình giải thích về lý duyên khởi, mà mình lấy cái tên để lừa gạt nhau, đó là hạt bụi và thiên hà. Nghe nó ghê gớm, nhưng mà nó không ngoài Phật Pháp nữa. Có hạt bụi là có thiên hà đó. Thế giới khoa học thì nó dùng cái từ nó còn kêu xa hơn, đó là một con bướm bướm đập cánh nó tử cấm thành, nó làm thành trận mưa và bão lụt cái cá lý đó. Một cái việc rất nhỏ nó làm thành sự chấn động rất xa, và chưa hề có cái chuyện là con bướm đập cánh bên kia mà cái năng lượng của sự xung động không khí nó không tác động vào đến vùng cá lý này, chưa hề có. Rồi các vị suy nghiệm từ điều này, các vị thấy rằng chưa hề có một ý niệm trong tâm thức các vị nó khởi lên là để biến mất nghe. Nó đều làm thành loại dư hưởng, để sau đó nó làm thành nghiệp. Một ý nghĩ căm ghét bất cứ người nào, đừng nghĩ rằng là nó chợt khởi rồi nó biến mất. Không, nó có điều kiện nó tập hợp lại để nó làm thành cái sự thù hận. Nguyên tắc nó là như vậy. Đó là điều thứ nhất mình giải thích về cái chữ mình dùng ở đây. Thế rồi đi vô cái đoạn thứ 58. Cái ý đầu muốn chia sẻ nơi đây đó là quán chiếu về cội nguồn của hạnh phúc và khổ đau. Cái nét đầu tiên, không hề có. Thưa các vị, là không hề có một nguyên nhân nào đưa đến khổ đau, không hề có một nguyên nhân nào đưa đến hạnh phúc nghe. Chưa hề có. Thực ra đơn giản nhất là việc này thôi, thì các vị thấy là mọi thứ nó đều trùng trùng duyên khởi. Ví dụ như hạnh phúc nhất là mình được ăn một bữa ngon, mình cảm thấy vô cùng hả hê. Ví dụ này gần đời thường lắm. Thế nhưng để thưởng thức một bữa ăn ngon, các vị biết rằng là nhờ bao nhiêu nhân duyên không? Điều thứ nhất là bụng đói nghe. Điều thứ hai, cái miệng của các vị nó có khả năng thưởng thức được thứ ăn ngon. Có những người, thưa các vị, cái nội tạng của họ ra làm sao không biết, nhưng mà thức ăn đối với họ là một loại thuốc đắng á. Dù thức ăn sơn trân hải vị, thế nhưng mà họ ăn vô họ cảm thấy như là cực hình, ăn không được. Những người lâm vào tình trạng như vậy. Có những con người, thưa các vị, họ nghèo khó và thức ăn đối với họ nó không phải là cầu kỳ sang trọng gì cả, nhưng mà miếng cơm bỏ vào miệng là nó ngọt như là cam lộ. Đã có những người như vậy. Tôi không nói chi ai xa, nói bà già tôi thôi. Nhiều năm về trước tôi ngồi, tôi về thăm, tôi ngồi tôi nhìn bà ăn.
mấy ăn thấy mắt thèm. Đâu miếng cơm với miếng nước tương cho mấy. Hỏi chứ má ăn ngon lắm hả? Nó ngon chứ thầy. Hỏi ngon là sao? Nó tôi để miếng vài miếng cơm vô miệng rồi nó ngọt thầy, nuốt không kịp. Thầy ăn được hả? Nó không. Nó tại sao đồ ăn ngon thì ăn được, nó tại cái miệng tôi ăn không được. Không biết lúc đó là miệng tôi ra sao tôi không biết, nhưng mà rõ ràng rằng là yếu tố đầu tiên làm thành hạnh phúc cái ăn thôi. Các vị đã thấy bao nhiêu nguyên nhân nhé. Cơ thể các vị tốt, nội tạng các vị có khả năng hấp thu. Rồi nguyên nhân rất là gần đó là chi? Trong một bữa ăn mà nếu tiếng bất tiếng trì, nếu mà vợ với dọn ăn lên phải dằn cái mâm cái đùng đố ăn cho được. Tự nhiên mình cảm thấy rất là bực mình. Thế thì tình cảm gia đình, không khí bữa ăn nó rất quan trọng lắm nghe. Rồi điều thâm sâu nó làm thành bữa ăn thưa các vị không có đơn giản là chỉ có khẩu vị ngon, chỉ có không khí gia đình ấm áp, mà nó còn ý thức của các vị nữa chứ. Ta thưởng thức được món ăn ngon là do vì trong quá khứ ta đã từng chứa cái dữ liệu về loại thức ăn như vậy, nó làm thành thức ăn ngon. Tức là mọi thứ thưa các vị ta thưởng thức được giữa cuộc đời này, nó đều có một cái nguồn tâm thức đã từng trải nghiệm trong quá khứ các vị cất chứa, cho nên hôm nay các vị thưởng thức lại món này. Những cái âm bản, tức là những cái ký ức của các vị về thức ăn, nó lại trở lại, nó tái hiện lại, cho nên các vị không phải thưởng thức bằng khẩu vị đó nghe. Thưởng thức bằng ý thức, thưởng thức bằng mũi, thưởng thức bằng mắt. Cái điều này thưa các vị là nếu các vị đi vô chi tiết thì các vị thấy mình thưởng thức một bát phở ngon không có hàm nghĩa rằng là cái vị không đâu nghe, mà nó còn là mùi hương phải không, còn là không khí của cái tiệm phải không. Một ly cà phê giống như nhau nhưng mà ta tới tiệm cà phê có nhạc uống khác chứ, ngồi nhà uống khác chứ. Rồi có nhạc, có bằng hữu, có câu nói tiếng cười bàn nhau về cái chuyện năm xưa thì không khí nó lại khác. Một ly cà phê tạo thành niềm vui có khi 2 tiếng đồng hồ ta không nở về. Thế thì thưởng thức một món ngon thôi, nó đòi hỏi nhiều yếu tố nghe. Từ đó là ví dụ, không hề có đơn thuần là một nhân vật đó làm thành nỗi khổ. Có khi nỗi khổ đó là từ ta chứ không phải là từ con người kia nghe. Ta có cái bực mình, ta có cái giận dữ, ta đã có những cái phiền muộn cất chứa rồi, cho nên người kia chỉ là một giọt nước đổ vào làm tràn ly thôi. Rồi niềm vui cũng vậy, không có một nguyên nhân làm thành niềm vui nghe, mà nó là một giọt nước cuối làm thành niềm vui. Cái từ giờ nó gọi là vỡ òa đó, vỡ ra đó, hòa ra, tan chảy ra. Đó là điều thứ nhất. Các vị đọc vô cái đoạn 58 của Ngài Đạt La Đạt Ma, Ngài nói phần đầu thì các vị nhận ra điều này. Ngài nói bằng cái loại ngôn ngữ rất là hàn lâm, cho nên có khi mình đọc lướt ngang mình không thấy. Mình giải thích như vậy để các vị thấy quy chiếu là đời sống mình, là mình đừng có phạm cái sai lầm. Và khi có buồn, có giận, có đắng cay nơi tâm thức, mình cứ vinh vào cớ là có người kia gây nên tội, mà đổ hết tội vạ vào người, dường như là hơi bất công đó nghe. Cái sự phiền muộn này, bất an này, xung đột này, thưa các vị không phải là một người kia gây nên, mà các vị chịu trách nhiệm 50%, gần nhất là 50%. Đừng nghĩ rằng ông chồng tôi sao đáng ghét, ta có trách nhiệm 50% về cái tội chướng của ông á. Còn đừng nghĩ bà vợ thì đáng ghét, ta có trách nhiệm 50% về cái tật của bà ấy sinh ra. Thôi mình cứ đổ tội vạ vào người, không công bình chuyện này. Rồi thông thường thưa các vị, cái đầu của mình xưa giờ nó được làm cho cứng như vậy đó. Cho nên dường như là mình không có đi đâu lanh quanh và thoát khỏi cái chuyện này nghe. Mình luôn đổ tội vạ vào người. Nếu không đổ hết 100% thì cũng 99,9%. Thì còn chút xíu thôi, chút xíu là nhờ Phật Pháp, rồi lâu lâu là mọi nghĩ lại, thấy tội nghiệp. Chứ còn kỳ thực là đổ hết rồi. Rồi mình đổ thừa rằng là dường như cái nghiệp của tôi phải chịu đựng ổng á. Nói vậy sai, tại vì ta tạo nên con người đó mà.
Chứ con người đó hồi xưa đâu có vậy. Hồi mới cưới ta thưa các vị dễ thương lắm nhé. Rồi con người đó hồi mới, hồi ta mới cưới về, tức là cô vợ ta, đâu có như vậy. Như vậy thì có trời nào dám đụng tới. Đâu có đem tiền treo heo cưới gì tới đâu. Đừng hòng. Thế thì các vị nên nhớ là không hề có hạnh phúc nào đơn độc một nguyên nhân làm thành hạnh phúc. Khổ đau không hề có một nguyên nhân làm thành sự khổ đau nhé. Đó là sự tập hợp, đó là do nhiều yếu tố. Cho nên thưa các vị, khi biết điều này rồi thì ta tránh mọi cái nhân duyên tác thành, tức là mọi cái nguyên nhân nho nhỏ nho nhỏ nó tác thành cái sự việc lớn. Mình cứ tưởng rằng là mấy cái đứa em bé 15, 14 tuổi Mỹ này nó khùng khùng á, nó xách súng nó bắn trong trường học á, mình tưởng là cái lỗi lầm này, thưa các vị, tự nó thưa không, nó là một quá trình rất dài của nền văn hóa Mỹ, nó là một quá trình rất là dài của hành pháp lập pháp Hoa Kỳ, chứ có phải là một nguyên nhân đâu. Rồi nó là cái quá trình rất dài của sự căng thẳng, xung đột của đời sống gia đình tạo thành nghe. Cái sự bức xúc, bất an, giận dữ. Nó là cái nền tảng được gia đình giáo dục. Cái nền tảng đó, thưa các vị, có khi từ xã hội, có khi từ gia đình, rồi có khi trong thế giới học đường. Nó tạo thành cái sự xung đột, nó tạo thành cái sự độc, tạo thành một cái xã hội nó loạn lạc như thế này. Chứ còn đâu phải là một con người mình đổ thừa rằng cái con bé đó nó khùng khùng, thưa các vị, không đúng. Nó là có một cái chiều dài. Rồi mình dùng cái ví dụ dễ hiểu thì các vị thấy ngay, ví dụ như xã hội Úc. Đã từng có một sự việc xảy ra là nó xách súng nó bắn. Thế rồi sau đó Quốc hội Úc quyết định một điều, đó là thu hồi toàn bộ súng của người Úc. Mà nó thu hồi, nó mua chứ không phải nó tịch thu nghe. Nó mua về, nó cưa làm hai làm ba, nó vứt như một cái núi, toàn là súng hết. Và từ đó về sau, thưa các vị, không còn cái tình trạng cái tên khùng điên nào nó giết người một cách vô tội vạ giống như Mỹ. Thế thì các vị hình dung rằng là từ ngày dân Mỹ có mặt trên hành tinh này cho tới hôm nay, người ta thống kê về cái tình trạng chết vì súng đạn đó, thưa các vị, là chết vô duyên vô cớ, do căm thù, do giận dữ, nó nhiều hơn là chết ngoài chiến trường nữa đó, chứ có phải ít đâu. Và một đất nước hòa bình đẩy lui tất cả cái tình trạng khủng bố của mấy cái tên khùng khùng ISIS ra ngoài biên giới quốc gia của Mỹ. Ấy vậy mà trong đất nước Mỹ, thưa các vị, cái tình trạng chết vì súng đạn vẫn còn xảy ra rất là nhiều hàng năm, không bao giờ không có sự việc vậy hết. Thì các vị hình dung rằng là không phải vài con người khùng điên á, mà đó là nguyên nhân chập chùng từ thời lập quốc cho tới hiện tại. Thậm chí nếu chúng ta đọc vô văn bản Mỹ về cái hiến pháp Hoa Kỳ, các vị thấy đây là một hiến pháp được viết nên từ những người Mỹ trắng nha. Và trong đó nếu người ta truy nguyên ra thì nó vẫn còn cái tính kỳ thị của những dân tộc không phải là Mỹ trắng. Và chưa hề qua nhiều trăm năm, người ta chưa hề nhìn lại vấn đề này để có thể sửa sai lại. Ngay như những ngày lễ đất nước Hoa Kỳ, thưa các vị, ví dụ như chúng ta là cộng đồng người Việt có mặt nơi đây, chúng ta vô cùng là bất mãn với cái chuyện ngày lễ 30 tháng 4 của xã hội chủ nghĩa Việt Nam người ta tổ chức. Chúng ta cũng vô cùng bất mãn với cái Tết Mậu Thân được tổ chức rất là hoành tráng ở Việt Nam. Thế nhưng mà thưa các vị, nếu mình nhìn lại cái lịch sử Hoa Kỳ, các vị thấy rằng là cái ngày Kha Lương Bố tìm ra cái Mỹ Châu này mà chúng ta tự hào rằng đây là ngày lập quốc của Hoa Kỳ, nếu mình đứng trong thân phận của người da đỏ thì mình tổ chức ngày này là ngày chi? Có thể tổ chức ngày quốc khởi được nhé. Tại vì đất nước này đất nước người da đỏ, và những chủng dân da đỏ, thưa các vị, dần như là càng ngày càng bị tiêu diệt nhé.
những vùng đó người ta quy cho người da đỏ tập trung lại. Các vị biết rằng là ngày xưa cơ thể ông Mạnh là vậy, khỏe khoắn là vậy, băng rừng được vượt suối là vậy, không hề sợ lạnh lẽo là vậy. Ấy vậy rồi cái nền văn minh của Hoa Kỳ tràn vào bằng những cái cách thế bắt buộc người da đỏ phải sống còn trong một cộng đồng, và nó trái với cái điều kiện sống của họ, cho nên cơ thể dần dần những người da đỏ, thưa các vị, càng ngày càng tật bệnh nghe. Tính ra tuổi thọ họ càng ngày càng giảm. Điều thứ hai là những vùng đất mà người da trắng quy cho họ về sinh sống, thưa các vị, rồi cũng chính bàn tay người da trắng làm cái chi khai thác, đó là những cái vùng casino. Và bao nhiêu cái tệ trạng quanh casino nó đều có mặt. Cho nên những nhà về nhân chủng học người ta nghiên cứu rằng là trong một cái khoảng thời gian không xa lắm, coi chừng những cái chủng da đỏ đó, coi chừng bị chi tuyệt chủng, thưa các vị. Nếu cần phải ghi tên những loài hiếm quý trong sách đỏ để bảo vệ thì hãy ghi tên những người da đỏ. Thế thì thưa đại chúng, rõ ràng một điều rằng là không có một cái điều gì làm thành bất hạnh, bất hạnh nhỏ gia đình, bất hạnh lớn của một xã hội, bất hạnh lớn của dân tộc, thưa các vị, nó đều đi chung là rất là nhiều nguyên nhân tạo thành, chứ không phải một nguyên nhân làm thành sự bất hạnh nghe. Và khi các vị có một cái năng lực trí tuệ quan sát về điều này, các vị sẽ thấy là không thể thù hận một người vì người đó gây nên bất hạnh cho ta, càng không thể thù hận một nhóm người do vì nhóm người đó lãnh đạo quốc gia cho nên đưa quốc gia đến cái tình trạng suy vong như hiện tại. Nó là cái sự nhân quả. Nếu nhìn theo đạo Phật thì nhân quả chập trùng như thế này, nó tạo thành cái hiện trạng như vậy. Thế thì các vị muốn đổi thay một đời sống, đổi thay một nền văn minh, nó không phải là các vị đổi thay bằng thay đổi một số người này rồi thay đổi một số người khác. Hành tinh chúng ta tới hôm nay, các vị nhìn ở diện rộng, các vị thấy rằng là từng cuộc cách mạng đi ngang qua, thế rồi những người làm cách mạng họ lật đổ được chế độ cũ thì họ làm chi? Họ ngồi lên cái ghế của chế độ cũ đã thành lập, tức là họ làm việc y như những chế độ họ đã lật đổ. Mình nói một vòng rất là mênh mông để trở lại, để cho các vị có một cái nhìn đủ rộng để quán chiếu rằng trong đời sống này chưa hề có gì một nguyên nhân làm thành một hậu quả cả. Nguyên tắc là như vậy nghe. Từ việc nhỏ của cá nhân đến gia đình, đến xã hội, đến dân tộc, đến đất nước, đến hành tinh con người, thưa các vị, nó đều đi chung một nguyên tắc này. Đây là điều thứ nhất, quán chiếu về cội nguồn hạnh phúc và khổ đau, nó đều đi theo con đường này từ hẹp tới rộng. Điều thứ hai, khi các vị nhận thức được điều này, các vị đi đến cái tầng kế tiếp, đó là các vị thực tập. Cái điều đầu tiên thực tập này để các vị có một cái nhìn bao quát. Nó hàm nghĩa rằng là mình nhìn một vấn đề, mình nó nhìn đủ rộng, toàn diện vấn đề nghe. Còn không, mình chỉ thấy một mặt thôi. Mình thấy cái điều mình muốn thấy thôi, chứ mình không thấy những cái nguyên nhân làm thành cái sự việc như vậy. Ví dụ như cái người kia chọc giận mình, xúc phạm mình, gây phiền muộn cho mình. Mình không có chịu nhìn, điều thứ nhất là phản chiếu là chính tự thân, để biết rằng là ta đã làm gì để gây nên cái sự xung đột như hiện tại, để làm thành cái sự căm ghét của người kia. Càng nhất là như vậy. Mình luôn có một cái nhìn, thứ nhất thưa các vị, là đủ rộng để thấy rằng là cái con người như thế này, xảy ra sự việc như thế này, nó không phải là do chính con người đó họ ghét mình, mà có khi rất là nhiều nguyên nhân tập trung lại làm thành cái sự việc như vậy.
Thế thì đầu tiên hãy có cái nhìn bao quát như vậy. Điều thứ hai, mình phân tích rằng có nhiều nguyên nhân làm thành. Điều thứ ba, mình ý thức được những nguyên nhân này nó đều quan trọng như nhau nhé. Ví dụ như nguyên nhân đó là một câu nói của mình làm cho người ta nổi cơn phiền muộn, nó cũng quan trọng. Như là cái nguyên nhân là mình suy nghĩ rất ư là tiêu cực về người, mình đánh giá về người bằng cái nhìn của mình, cái nhãn quan của mình. Tại vì thưa các vị, không có một lời nào các vị nói ra các vị xúc phạm đến người, hoặc là các vị trịch thượng khi nói năng với người mà nó không có nó không có xảy ra từ cái sự suy nghĩ của các vị trước nha. Không có một lời nào nó sinh ra từ miệng mà nó không trải qua cái nguồn ý thức của các vị. Sở dĩ mình có một lời nói rất là trịch thượng, hoặc là một lời nói đầy vẻ hóng hách với người, tự hào về việc làm của mình á, thưa các vị, nó đều được hình thành từ cái hạt mầm bé nhỏ ý thức các vị đã suy nghĩ. Thế thì điều thứ ba, thưa các vị, hãy ý thức rằng là mọi nguyên nhân đều quan trọng để làm thành cái sự việc như vậy. Nếu nhìn ra được vấn đề này thì các vị sẽ thấy rằng là khổ đau được hình thành từ những nguyên nhân rất nhỏ, từ ý thức của anh suy nghĩ, từ lời nói của anh, từ hành động bé nhỏ của anh. Thế thì mình có khả năng thay đổi hoàn cảnh sống của mình, thay đổi nội dung đời sống của mình bằng những nguyên nhân rất nhỏ và cũng cực kỳ quan trọng. Đó là nguyên nhân của sự suy nghĩ. Mình phê bình, mình phán xét, mình trách cứ, mình buồn phiền, mình giận dữ, thưa các vị, là những nguyên nhân tưởng chừng như vô tội vạ, tưởng chừng như nó không có thành cái tác động bất hạnh cho mình. Nhưng mà thưa không, những nguyên nhân ấy nó làm thành cái sự tác động, thưa các vị, rất lớn mà chúng ta không thể đo lường được cái mức độ khi nó hiện thành cái hậu quả nghe. Một ý nghĩ của các vị thấy thì nó vô hình, không tội vạ chi. Nó không phải là lời nói xúc phạm ai, càng không phải là việc làm gây thương tổn cho ai. Nhưng mà thưa đại chúng rằng là khi gieo ý nghĩ vào tâm thức, thế thì cái điều rất dễ xảy ra là nó sẽ hình thành cái khả năng nói năng của các vị, những lời phản bác của các vị và cái cách hành xử của các vị. Và thưa các vị, mình cứ để cho cái điều này nó lặp đi lặp về thì nó làm thành cái nhân cách của ta nghe. Ví dụ như người ta có được cái nhân cách cao quý, người ta có được cái nhân cách dễ thương, người ta có được sức hút khi người ta có mặt trong cộng đồng của một số người lớn, một số lớn loài người. Thưa các vị, không phải là tự nhiên người đó tạo thành một cái sức hút để cho mọi người thương mến và quý trọng nhé. Mà họ đã làm cái điều này từ nơi ý thức của họ suy nghĩ rất là lâu xa để có thể làm thành cái nhìn, làm thành cái cử chỉ, làm thành lời nói năng, làm thành điều bộ của họ. Cho nên nó được tập trung rất là lâu dài, rất là dày, qua với tháng rộng năm dài, rồi tới một lúc họ xuất hiện giữa công chúng trước mặt loài người, họ có những lời lẽ trình bày. Điều thứ nhất là nó mang một sức hút làm cho người ta nghe thì lòng rất là dễ chịu, nó có thể làm thành cái sự yên ấm trong đời sống gia đình. Và cái điều này, thưa các vị, trong phạm vi hẹp hay phạm vi rộng gì nó đều đúng nha, đều đúng. Cho nên thực tập quán chiếu, thưa các vị, nó hàm nghĩa rằng là ta thử nhận diện tất cả những nguyên nhân rất bé nhỏ sinh khởi ra trong ta và đừng coi thường nó. Hãy thấy rằng là những ý nghĩ nào nó vừa khởi nó đều quan trọng như nhau cả. Mình chỉnh lý nó từ trong trứng nước chứ không phải là đợi nó thành dòng suy nghĩ, nó cuồn cuộn, nó dắt dẫn mình đi vào cái hướng là mình giận dữ, mình căm thù, mình phê bình rất xấu xa về người, rồi mình mới thấy là cái nhu cầu này không cần thiết phải bỏ đi, chứ không
Không có ý nghĩ nào không hình thành bằng từng dòng chữ trong tâm thức các vị cả. Từng dòng chữ thì nó không thể hiện ra thành dòng chữ nghe. Từng dòng chữ thì nó hiện ra từng từ một trong ý thức của các vị để nó trải thành dòng chữ. Rồi khi nó thành dòng chữ rồi thì nó tác động ngược lại. Nó làm thành cái thói quen của sự suy nghĩ. Thế cho nên, thưa các vị, cái sự thực tập quán chiếu vô cùng quan trọng đó là các vị hãy nhận diện, hãy ý thức được cái nguyên nhân nó gây nên bất hạnh. Đó là từ sự suy nghĩ của ta trước tiên là nó mới dẫn dắt ta. Nó tập kết lại tất cả nhiều nguyên nhân lại để nó làm thành sự bất hạnh trong ta. Và khi mình có một suy nghĩ rất ư là đen tối và tiêu cực, thì thưa các vị, cái chuyện xảy ra đó là cái dòng năng lượng tâm thức các vị nó không phải là vô hình, nó lại bàn bạc trong hư không, nó tạo thành cái sự rung động, tức là tạo thành một loại tần số nghe. Nó có khả năng chiêu cảm, thu hút lại tất cả những cái tần số cùng một cung bậc, nó lại đến với ta. Cho nên thưa các vị, cái điều mình rất là tức cười và cũng bất công đó là sao thấy mấy anh nghèo á, thì anh đi ra đâu anh làm bất cứ chuyện gì anh dễ thất bại và dễ nghèo. Và anh đi đến bất cứ nơi đâu anh xin người ta cũng ghét, không cho. Thế là mấy anh giàu á, thưa các vị, là anh lỡ xa cơ thất thế thì rất nhiều người giàu yểm trợ anh, giúp anh, và anh làm nó lại dễ giàu hơn ta. Cái người được thiên hạ thương yêu thì thưa các vị, họ tìm quanh quanh thì là rất nhiều người thương họ. Còn mình trông chờ một vài người thương mình, trông chờ và trông chờ không ra. Gặp một người đầu tư hết sức mình, thế nhưng mà họ gần gũi với mình chừng nửa tháng, họ tự nhiên quay lưng lại với mình, không buồn có một lời chào hỏi. Tại vì cái năng lượng xung đột của các vị, năng lượng tiêu cực của các vị, nó có khả năng là chiêu cảm cái tần số tiêu cực đến với ta. Cái năng lượng tràn đầy sự thiện lành của các vị thì nó lại chiêu cảm những cái tần số rất thiện lành đến với các vị. Cái từ mình hay dùng ví dụ rất dễ hiểu là, thưa các vị, hoàng đế mà hắn chơi thân thì hắn thường chơi thân với hoàng đế. Mà ăn mài mà thân với ai thì tên đó phải ăn mài thôi. Là như vậy nghe. Hãy đổi thay từ bên trong chứ không phải là đổi thay bên ngoài. Hãy ý thức rất tỏ tường từng cái ý niệm của các vị. Đây là quán chiếu để thấy về cái cội nguồn của hạnh phúc và khổ đau, nó đi ra từ đây. Vì đừng có trách trời, đừng trách người. Ta có thể đổi thay được đời sống chính ta. Đừng có đổ hô mọi tội vạ là do nghiệp của tôi như vậy, tôi phải chịu đựng. Không. Nghiệp là cái có thể đổi thay được mà. Thế rồi đoạn thứ 59. Học sao lâu quá, thôi bây giờ học nhanh đi cho nó mau hết. 59. Đoạn này khá hay à. Ngài Đạt La Nghịch Đạt Ma, Ngài nói là người ta thường bảo rằng một người có tâm trí hẹp hòi là một người kém trí tuệ, và một người có tầm nhìn bao quát hơn thì được gọi là một hiền nhân. Sự thấu triệt về nguyên lý tương liên phối hợp với trí tuệ và sự hiểu biết sẽ mở rộng tâm thức mình và giúp mình biết dừng lại đúng lúc để có thể nhìn vào những gì mà mình đang sống. Đầu tiên mình có một cái giải thích về cái điều này trước. Một rồi ha, bây giờ hai đi chứ. Hai. Mình nói về cái sự khác biệt. Của trí tuệ.
và hiền nhân á. Thưa quý vị, nơi đây Ngài Đăng Lai Đăng Ma Ngài dùng cái từ là kém trí, thấy không? Kém trí tuệ. Kinh văn thì gọi là chế phàm phu vô học nghe. Cái từ trong kinh văn hay dùng là phàm phu vô học. Kỳ thực mình đừng nghĩ rằng là mình học tới học vị nọ học vị kia, mang đầy cả cổ toàn là học hàm học vị mà được gọi là người có học nghe. Người ta phân ra làm hai loại. Loại thứ nhất là chữ nghĩa đầy mình, học hàm học vị đầy mình và có địa vị có danh vọng trong xã hội, thế nhưng mà vẫn được gọi là người thất học. Tại sao gọi thất học vậy? Thưa các vị, có học cùng thất học được đánh giá qua nhân cách nghe. Điều thứ nhất là nhân cách. Có những con người được gọi là thành phần trí thức xã hội nhưng mà họ cực ác. Thì đây là loại là được gọi là loại thất học phải. Và trên đời này thưa các vị, có những cái ác nó xảy ra từ những con người bình dân thất học bình thường á, những cái ác đó nó không có đến nỗi gây họa cho nhiều người, cho cộng đồng của nhân loại nghe. Và đa phần những cái ác mà lớn đều nó xảy ra từ những cái nhân cách thất học, tức là từ những nhân cách ác độc, ta gọi là nhân cách thất học. Ví dụ cái anh chàng Khmer Đỏ nó đâu phải là cái dân cùng đinh thất học đâu, hắn từng học ở Pháp á, tốt nghiệp chỗ nọ chỗ kia, là loại học sinh trường sọt qua hay sao đó, mình nhớ có đọc thoáng qua thôi. Thế nhưng mà thưa các vị, là hắn đã quy diệt tới gần hơn 50% sĩ số của người Campuchia, vậy như thế 4 triệu hay sao đó, 4 triệu. Thế rồi các vị nhìn lại cái tay Hitler, Đức Quốc xã. Thưa các vị, là 6 triệu người Do Thái chết dưới bàn tay của Hitler chứ ít gì đâu, 6 hơn 4 triệu. Các vị đọc lại để thấy con số rất là khủng khiếp nghe. Trong khi đó thưa các vị, những con người có khi họ không có tốt nghiệp đại học, họ không từng mài đũng quần trên ghế nhà trường đến nỗi là giống như là mấy cái tên mà mang đầy người bằng học hàm học vị. Thế nhưng mà trong những giai đoạn lịch sử hắn làm ra những cái điều kỳ vĩ giúp cho con người vượt ngang qua những cái khó khăn, chấm dứt được chiến tranh. Cái điều này các vị đọc trong lịch sử của thế giới các vị thấy. Cho nên đừng nghĩ rằng là những con người có học hàm học vị là một nè, những con người giai đoạn tuổi trẻ của họ biểu lộ được cái nhân cách giống như là Hitler là tên tuổi trẻ ăn chay trường nghe. Đừng nghĩ rằng mấy tên ăn chay trường đó là tốt hết. Và thưa các vị, thỉnh thoảng uống cốc rượu thôi chứ không uống nhiều. Và cuộc đời tình ái của hắn thì dường như không biết thương gái là gì. Đọc các vị đọc lịch sử Hitler các vị thấy ăn chay trường là một nè, không áp phiện xì ke là hai nè, rượu thì uống nhiều lắm là một cốc rượu vang thôi chứ chưa hề bị sai. Thế nhưng mà tên tội đồ của chiến tranh là một tên trùm giết người của đệ nhị thế chiến. Rồi cái tên hút áp phiện vào lúc học và vào lúc còn ở ghế nhà trường nè, cuộc đời tình ái lăng nhăng nè, và uống rượu nè, và bị đuổi học nè, thưa các vị. Thế nhưng mà quyết định được vận mệnh hành tinh đó là tổng thống Roosevelt của Mỹ, chấm dứt được cuộc chiến. Rồi một tên thứ ba nữa thưa các vị, là cái tên cũng rất là lăng nhăng vì đủ trò, nào là rượu, nào là gái ghiếc vân vân, là cuộc đời chính trị nó cũng có nhiều lần lên xuống nổi chìm. Thế nhưng mà hắn cũng là một con người kỳ vĩ giúp cho hành tinh này thoát được cái đại họa chiến tranh, đó là
Thủ tướng Anh, chút chiêu của Thủ tướng Anh. Ba tên này. Các vị thấy là nếu mình bỏ Linh Căn thì rõ ràng rằng cuộc đời Hitler là nếu chưa biết đây là cái tên tội đồ của nhân loại thì người ta rất ngưỡng mộ. Tại vì hắn ăn chay, hắn uống rượu, hắn không bạc bài, hắn ngủ gái ghiếc. Thế thì thưa đại chúng, xin thưa rằng nhân cách của người ta nó không phải được đánh giá ở cái chỗ rằng là anh là người là biểu hiện được cái sự thiện lành bên ngoài. Nhân cách nó ở cái chiều thâm sâu hơn, đó là cái quan niệm về đời sống, cái sự hy sinh của anh, tâm thức lành thiện của anh, chứ không phải là cái chuyện anh biểu lộ ra bên ngoài bằng cái cách nói năng thì từ tốn, bằng cái cách đi thì lượm thà lượm thượng giống như muốn bước, bằng cái cách là nói cái chi ra cũng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thưa không nghe. Có những ông thầy, thưa các vị, mình nói bất cứ điều gì cũng cứ A Di Đà Phật, dường như hiền lắm nhưng mà có khi không hiền đâu. Cho nên thưa đại chúng là chúng ta nên lưu ý điều này. Nhân cách nó có hai mặt, mặt cạn đó là cái vị nhìn thấy bên ngoài người ta thôi, chưa đủ đánh giá nghe, chưa biết rằng cái tên nó có thể là Hitler không chừng. Cho nên cái điều rất là quan trọng đó là khi các vị tiếp xúc, các vị đủ năng lực, trình độ, đủ trí tuệ rồi thì các vị mới có thể thẩm định được cái con người nào là bậc trí, con người nào là bậc hiền nhân nghe. Chứ còn cái hàng kém trí, điều thứ nhất là chúng ta có thể vơ đũa cả nắm là cái kẻ mà nói năng lục cục lòn hòn, cái kẻ ít học, cái kẻ lù khù ở trên đời này, mình tưởng chừng như hắn là phàm phu vô học, cái người thấp trí, hoặc là kẻ này là kẻ không biết làm chi có thể là gì hiền như đếm. Nhưng mà thưa không, chưa chắc. Cho nên hai điều chúng ta nhận diện về phàm phu ít học, điều thứ nhất thưa các vị rằng là có khi nhìn ở nhân cách bề ngoài không đoán định được. Điều thứ hai, có khi là có những bậc hiền nhân họ giả vờ như là hạng phàm phu vô học và kém trí, ta cũng không lường được nghe. Đây là điều thứ nhất mình nói về phàm phu vô học bằng cái kinh nghiệm đời sống bình thường. Thế thì tinh thần kinh văn dạy thì phàm phu vô học có hàm nghĩa rằng là không thấu đạt được lý vô thường vô ngã, thì dù cho anh là trí thức cỡ nào cũng là phàm phu vô học cả. Không thấy rằng là mọi pháp đều trôi ngang, đều vô thường, đều sinh diệt. Không thấy rằng là bản chất con người năm quẩn vốn là vô ngã. Anh cứ chấp nhận anh là cái ngã. Thế thì dù anh có trình độ học hàm học vị như thế nào cũng là phàm phu vô học cả. Đây là ý thứ nhất. Mình nói về hàng kém trí là phàm phu vô học. Đừng tưởng rằng mình học Phật thao thao, thông thạo với từ ngữ Phật học mà được gọi là người có học Phật pháp thấy chưa? Với cái nhìn cái đạo Phật, thưa các vị, hiểu biết là một việc, nhưng mà các vị vẫn khư chấp chặt tôi là hình hài, tôi là buồn vui, chấp chặt bản ngã các vị vốn rất thật, thì được gọi là vô trí phàm phu chứ chưa phải là bậc phàm phu có học gì đâu. Cái điều này mình có dạy trong những cái lớp về văn học A Hàm á, mình giải thích rất là kỹ. Nơi đây thì mình nói một góc nhỏ thôi nghe. Các vị tìm học lại những bài kinh A Hàm thì các vị nghe những điều này nó rất là tỏ tường về phàm phu vô học. Thứ hai, mình muốn nói về trí tuệ và hiền nhân. Cái khác biệt đầu tiên thưa các vị là nó khác biệt bằng mấy chữ thôi. Thứ nhất là có tầm nhìn. Rộng và hẹp thôi. Đạt đến một cái chừng mực nào đó về năng lực nhận thức
Thế nhưng mà mình chưa đạt đến cái tầm nhìn ở chiều rộng thì chỉ được gọi là bậc trí thôi, chưa phải bậc hiền. Người có trí trên trần đời này không phải ít nghe. Thế nhưng mà thưa các vị, họ loay hoay giữa cuộc sống đời thường, chạm phải những bất hạnh thì họ liền là quy tội cho cái người kia là gây nên nỗi bất hạnh cho họ. Và chuyện này nó xảy ra bình thường, người nào cũng xử sự như vậy cả. Tôi cứ vu khống người, đổ tội vạ vào người, những cái điều làm cho tôi bất an, làm cho tôi sầu khổ, làm cho tôi bị nhiều bất trắc giữa cuộc sống này do anh đó, anh gây nên đó. Tôi bất hạnh là do anh đó. Thì dù cho anh là người có trình độ tri thức cỡ nào, nhưng mà anh vẫn được gọi là người có trí trong phạm vi hẹp của nhân thế thôi. Hay nói cách khác thưa các vị, có trí tuệ, có trình độ tri thức giữa đời vẫn bất hạnh, không vượt thoát được. Chỉ có người có được năng lực trí tuệ của Phật pháp thì có khả năng là thay đổi đời sống nơi bớt khổ, vượt ngang qua những khổ đau và bất trắc của đời sống thôi. Còn trí tuệ bình thường không thể vượt ngang qua được những bất trắc. Ví dụ dễ hiểu là thế này, ví dụ như mình là người có năng lực trí tuệ, là giai cấp thượng đẳng của xã hội loài người đây. Thế nhưng mà thưa các vị, lâm phải cái tình trạng bất hạnh như là chồng mình mất hoặc vợ mình chết, hoặc là tự nhiên sự nghiệp nó sạt nghiệp trong một đêm thôi, thế thì ảnh có thể uống thuốc ảnh tự tử đó. Nhưng mà người có năng lực trí tuệ thấm nhuần giáo lý đạo Phật thì gọi là trí tuệ được sinh ra từ gia tài thánh giáo của Phật thì có cái nhìn khác nghe. Ngay lúc bình thường họ hưởng điều kiện hạnh phúc, hưởng nơi điều kiện sum họp, họ đã có một quan niệm rằng là cuộc đời này nó vốn là bồng bềnh, vốn là vô thường, cho nên tất cả mọi cái mà ta đang hưởng thụ đây nó có thể thay đổi trong một đêm. Thân hình ta đang khỏe mạnh đây, nhưng mà chưa chắc rằng là nó khỏe mạnh nhiều hơn. Có thể là đã có hạt mầm ung thư từ bên trong rồi. Họ tiếp xúc với điều này, thưa các vị, có hàm nghĩa rằng họ luôn dùng cái quan sát về vô thường, vô ngã. Họ quan sát cho nên đụng việc họ không cảm thấy là ngỡ ngàng chi cả. Thậm chí đụng cái chết họ không ngỡ ngàng chi cả, họ thấy bình thường. Các vị đọc Ngài Đạt Lai Lạt Ma, có một lần người ta hỏi rằng là Ngài tu tập pháp quán Ngài là chi? Ông trả lời một câu rất là dễ thương. Ông nói rằng là ta thực tập pháp quán của Ngài là ta quán rằng ta đã chết. Coi như là về phương diện học thuật ta đã thuộc lòng rồi đó, nhưng mà thực tế cái chết đến thì ta còn chưa chắc. Tại vì bình thường mỗi đêm Ngài đều quán chiếu rằng đi vào giấc ngủ là đi vào cái chết. Và sáng hôm sau bật thức dậy vui vô cùng là tại vì quá ra ta còn sống. Nhưng mà trên phương diện học thì ta đã thuộc lòng rồi, nhưng mà chưa chắc rằng là khi đối diện với cái chết ta có thể an nhiên giống như là ta quán chiếu từ Ngài. Ngài nói câu rất là khiêm tốn như vậy. Thế thì các vị hình dung rằng là trí thức, trí tuệ của vài hiện nhân nó khác biệt ở chỗ là cái tầm nhìn đặt cái nền tảng trên Phật pháp để đi vào sự quán chiếu, thấu đạt được vô thường vô ngã, thấu đạt được mọi vật trên cuộc đời này nó đều bồng bềnh, nó đều bất trắc, thì gọi đó là hàng có trí tuệ. Và từ trí tuệ quán chiếu như vậy đạt đến cái chiều thâm sâu hơn thì nó là một bước rất là gần chứ không xa nghe. Nếu cái nhìn của anh nó còn ở trong phạm vi rất hẹp, thế thì trí tuệ anh nó bị bó chặt ở trong cái tình trạng đó là khổ đau, bất an, bất trắc, thất vọng đến với anh lây quay gỡ ra rất khó. Thế rồi cái năng lực trí tuệ được phát triển đến một cái chiều kích rộng hơn, thế thì điều thứ nhất là anh lấy đi cái tâm thức là luôn đổ thừa mọi nhân duyên, mọi nguyên nhân gây nên khổ đau. Anh thấy rằng là khổ đau đến với anh không phải là một người, một hoàn cảnh gây nên, mà nó có một cái bề dày, nó có một cái chiều dài, nó có nhiều nguyên nhân tạo thành. Khi đạt đến cái nhìn rộng như vậy, người ta đã giảm bớt cái nỗi khổ. Người ta không có đến nỗi là chấp trách chính mình,
và chấp trách người, không có đến nỗi là quy hết tội vạ cho một người nào hoặc là cho chính mình. Người ta có cái nhìn thoáng đãng rộng rãi và người ta lấy đi được nỗi khổ rất là dễ dàng. Thế là trí tuệ đạt đến tầm cao nữa thì thưa các vị, họ trở thành bậc hiền nhân ấy. Tóm lại là thế này, các vị có thể trở thành bậc hiền nhân khi cái nhìn của các vị nó đủ thoáng đãng. Các vị không còn bó hẹp mọi cái nguyên nhân nó gây nên một cái hậu quả, mà có khi đó nhiều nguyên nhân nó tạo thành một cái hậu quả. Khi mình có một cái tầm nhìn đủ rộng như thế này, thưa các vị, mình lấy đi được rất là nhiều cái cố chấp, những cái định kiến của chính mình đối với người, đối với hoàn cảnh, đối với những khổ đau mình đang chịu đựng. Đó là đoạn thứ 59. Thế là đoạn 60. Mỗi khi nghĩ đến nguyên lý tương liên và hiểu được đấy là gì, thì điều này cũng có nghĩa là nhận thấy được bản chất đích thực của mọi sự vật và trông thấy được sự vận hành của hiện thực. Điều ấy sẽ biến cải sự cảm nhận của mình về thế giới này và làm thay đổi các thói quen cũng như cung cách hành xử của mình. Thưa các vị, cái điều mình chia sẻ nơi đây của cái đoạn 60 để cho các vị đi vô cái khả năng quán chiếu. Ý thứ ba chia sẻ là nguyên lý tương liên. Giúp ta thấy được bản chất đích thực của vạn pháp. Cái điều đầu tiên thưa các vị là mình nói về cái nhìn của chúng ta. Bị hạn chế nha. Điều thứ hai mình muốn nói là cái nhìn từ cái nguyên lý tương liên. Điều thứ ba, nhận ra bản chất đích thực của vạn pháp. Phật. Thưa các vị, cái phần này nó giúp cho chúng ta nhận thức được tất cả những cái suy nghĩ của mình trong quá khứ tới hôm nay nó đều bị hạn chế cả. Trong cái nền giáo dục của học đường, giáo dục gia đình, giáo dục của một quốc gia, nó tập hợp thành cái suy nghĩ chúng ta, cái quan niệm về đời sống chúng ta. Cho nên đây là cái hạn chế đầu tiên ai cũng nhận ra cả. Một ví dụ dễ hiểu là thế này. Ví dụ như mình được trưởng thành nơi đất nước Hoa Kỳ, mình sinh ra trong một gia đình da trắng,
Thưa các vị, là chắc chắn một điều rằng là từ các bậc bố mẹ của mình cho tới môi trường học đường cho tới cơ chế chính trị, nó nhuộm như tâm thức mình một cái kiêu ngạo rất tự nhiên của chủng dân da trắng thôi. Dường như là cái điều này nó rất thâm sâu mà nó rất vi tế nha. Không có một anh da trắng Mỹ nào anh không có cái sự kiêu ngạo nhất định về cái màu da của anh, sắc tóc của anh hết á. Dù là hiến pháp Hoa Kỳ, dù rằng là bao nhiêu cái sắc lệnh của chính phủ, dù rằng mọi cái công trình của chính phủ muốn làm để xóa mờ đi cái ranh giới này, nhưng mà có cơ hội là cái điều này nó bật khởi lên ngay. Các vị để ý chương trình truyền hình, chương trình phim ảnh, chương trình vui chơi giải trí, thưa các vị, cái cơ chế chính quyền nó luôn là mọi cách là nó có một cái sự tổng hợp pha trộn, thậm chí là thu nhân viên đi vô trong những sở làm nó đều có một cái phần trăm là người da màu, chứ không phải là thuần người bản xứ nghe. Nhưng mình đừng tưởng rằng là mọi cái nền văn hóa giáo dục học đường nó cố tình như vậy mà cái sự kỳ thị nó không có mặt. Không, nó vẫn nằm yên đó, nó đợi chờ thôi. Cho nên có một ông tổng thống nào mà ông lên ông có vẻ như khiêu động cái chuyện này lại, thì thưa các vị là xã hội dường như là nó xảy ra cái sự kỳ thị mà chúng ta bắt gặp rất dễ dàng. Người ta dùng cái từ là nó có một cái trần thủy tinh, tức là cái trần nhà vậy nè, không thấy, nhưng mà ngang đó thôi, không lên được, ngang đó là đụng đó. Cho nên thưa các vị, cái điều này nó cho chúng ta một cái nhìn rằng là ở trong môi trường của loài người, mang thân phận loài người, thì ta bị hạn chế, đó là hạn chế về chủng loài người nghe. Thế rồi cái hạn chế thứ hai là các vị rớt vào những vùng văn hóa khác, tức là văn hóa Phi Châu, văn hóa Hồi giáo, văn hóa của người da trắng hoặc văn hóa người Anh, thì các vị đều bị cái hạn chế của cái chủng tộc đó, cái dân tộc đó, quốc gia đó, nền văn hóa đó làm thành cái nhìn của các vị. Cho nên cái nhìn chúng ta nó không hề là nguyên sơ, luôn bị méo mó cả. Cái quan điểm của ta, cái nhìn chúng ta nó là như vậy nghe. Đây là cái tầng thứ hai để các vị biết rằng cái nhìn ta luôn hạn chế. Thế là hạn chế thứ ba rất là quan trọng nữa. Thứ nhất là chủng loài người nghe. Thứ hai là văn hóa. Văn hóa này văn hóa vùng miền. Không biết mình giải thích như vậy nó có đủ dễ hiểu chưa hả? Chắc tạm chứ hả? Thôi tạm hiểu vậy đi. Tại năng lực mình nó không có nhiều đâu. Thôi. Thế là cái phần thứ ba thưa các vị, nó bị hạn chế bởi nghiệp thức nha. Cái chủng loài người này mình giải thích để cho nó dễ hiểu hơn là thế này. Ví dụ như với con mắt của ta thì ta nhìn nước là một loại thức uống. Chư thiên họ nhìn nước không phải thức uống nghe. Nó là pha lê à. Atula, nó nhìn nước đó là lâu đài thành quách của nó. Nó có thể sinh sống giữa biển khơi là lâu đài. Và tùy vào phước nghiệp của loài Atula mà nó có thể xây dựng đền đài cung điện của nó giữa biển khơi. Thế rồi loài thủy tộc thì nó thấy nước không phải như ta, mà nó thấy nước là không khí của nó, là sự sống của nó. Nó bơi lội, nó dạo chơi, nó ăn uống trong đó. Thế thì cái chủng loài người thì ta bị hạn chế trong cái nghiệp loài người. Cho nên ta thấy nước là nước, lửa là lửa, đất là đất, không khí là không khí. Còn nếu cái chủng của ta là một loại sinh vật khác, ví dụ như sinh vật thấp hơn loài người, là con đuông ăn cây chẳng hạn, là con mọt ăn cây, thì ta thấy cây không phải là cái thứ để cho chúng ta cưa về đóng bàn, là cái thứ mà nó còn sống thì nó có thể tặng oxy cho chúng ta, nó hút bớt tháng khí không. Mà ta là con đuông thì ta thấy đây là thức ăn của ta, là nhà của ta. Thế thì cái chủng loài người, cái nghiệp thức của nó quy định như vậy. Cho nên ta không thể có cái lỗ mũi thính như con chó, không có lỗ tai bén nhạy như con voi, cũng không có thể là có khả năng sống với nước như con cá sấu được. Chủng loài người phải như vậy thôi. Cho nên đây là cái quy định và cái hạn chế
trước tiên. Hạn chế thứ hai là hạn chế vùng miền của văn hóa. Hạn chế thứ ba nghiệp thức là gì? Khi tâm thức của anh nó được nuôi dưỡng, được cấu tạo, được tích góp, cái chủng đó là hiền lành, cái chủng đó dễ thương, cái chủng là bậc thánh, thế thì cái suy nghĩ của anh, cái nói năng của anh, cái nhìn người, cái phê phán con người của anh nó khác. Tự nhiên là ta cảm thấy dù con người đó có chặt tay ta, róc xương ta, làm khổ nhục ta, ta cũng rất ư là hoan hỷ. Tại vì ta nghĩ đây là những người thiện hữu giúp cho ta, để ta nuôi dưỡng được cái năng lực, nhẫn lực cho nó đầy, để thành tựu cái con đường Bồ Đề, chứng được quả chánh giác. Thì cái chủng bậc thánh thì nó là như vậy. Cái chủng ta là cái chủng Atula mới vừa có mặt giữa trần đời này. Thì chuyện gì phát sinh? Mắt đổi mắt, răng đổi răng. Mày nhổ tao một cái răng thì ta đè xuống ta nhổ miếng cái răng. Mày đánh tao bạc tay bên phải thì ta đánh đi một bạc tay bên trái. Không có chuyện là đánh má phải đưa má trái ra. Thế thì thưa các vị, đây là cái mức độ cạn của nghiệp thức nha. Mức độ thâm sâu hơn thưa các vị, những phản ứng của các vị đối với buồn, đối với vui của các vị, nó cũng là một loại hạn chế nữa. Thứ nhất, nó là chung nha, nghiệp thức chung, đây là nghiệp thức riêng nè. Đây là nhìn trên tổng thể, đây là nhìn trên cá nhân rất là riêng biệt thôi. Thưa các vị, là ngay một đời này mình có tu tập, mình được nuôi dưỡng, mình có khả năng quán chiếu, mình biết cách hành đi, thì những cái như là buồn, như là giận, như là ghét, như là thương, nó sinh khởi bên trong này, mình làm được một việc rất dễ dàng, đó là chi? Mình dụng pháp quán để mình tẩy gội, mình làm cho nó bốc hơi bay mất. Thế nhưng mà nếu mình chưa từng nếm cái gì Phật Pháp, chưa từng đi vô con đường học Phật và hành trì, thế thì nó có những cái giận, cái buồn, cái khổ đau, hoặc là lo âu phiền muộn, thì mình làm một việc, một là trốn chạy, sợ nó, không muốn đối mặt với nó, hai là đè nó xuống một góc tâm thức, ba là phát tiết đó. Dường như hôm cái buổi mình dạy Lộc Quyển, mình có nói điều này nha. Phát tiết đó bằng cách chi? Thay vì đánh cái kẻ thù ta không được, cho nên ta kiếm người khác ta đánh, đó là một cách phát tiết nha. Giận ông chủ sợ làm quá, nhưng mà đâu dám chửi vô mặt ổng, cho nên vừa về tới nhà mặt mày đằng đằng sát khí, vô tới nhà là chưa nấu được bữa ăn là bắt đầu trừng trị. Tại sao ở nhà một ngày mà không có nấu được bữa ăn? Thế rồi nếu cô vợ mình rủi ro không có đó, gặp con chó đang nằm đó, thì chuyện sẽ lãnh đủ là con chó nó bị cho mình, bị mình đục đá đó. Hoặc là gặp cái ly, cái chén gì ai để và ngang ngược và không có thứ tự là mình đập nát. Ở dưới quê mình có chuyện vui lắm. Anh chàng đó, anh với vợ anh hay xung đột lắm. Thế rồi anh về nhà, về nhà đâu dám đánh vợ. Tại vì đánh vợ điều thứ nhất là nó còn khốn khổ hơn là mình phát tiết ra bằng cái con đường khác, cho nên đập luôn, đập chén. Và bà vợ này thưa các vị cũng không hiền chi, cho nên ông đập phải, tôi cũng đập. Thế thì ông mất cái lu vào cái lu, ông cái chén và cái chén đập hết, đập cho tới chừng phát tiết hết cái cơn phẫn nộ trong người rồi, cái rồi tự nhiên là nó xì như sao đây, như là bánh xe bị xì hơi đó. Thì cơn giận nó hết thì của cải cũng sạch, không còn cái thứ gì trong nhà, cái thứ gì cũng đập, chỉ có vách nhà chưa phá mà thôi. Thế rồi cái chuyện xảy ra là hôm sau hai vợ chồng cười toát tét, tại hết giận rồi, ra phố dài tiền mua đồ ghê, chúng tôi đồ đâu xài, này chén này lu này cà ràng này ống táo này nồi niêu son chở, mua chở về. Chở về rồi lâu lâu cái một cơn thịnh nộ nổi ra, lại cứ làm vậy. Và thưa các vị, cái con đường phát tiết này nó không phải là con đường cứu vãn nghe. Tại vì mình không biết cách thành trì, không biết con đường Phật Pháp đi tu tập. Mình cứ tưởng rằng mình phát tiết hết những cái phẫn nộ, phiền muộn, bất an đó, rồi nó không còn gì trong tâm thức, thưa không? Nó tạo thành một loại tập khí, tạo thành một loại thói quen. Cho nên
Khi cơn giận nó bừng lên thì người ta lại tái lập lại cái việc đã từng làm, đó là phát tiết nó ra, hoặc là đập vào cái gối, hoặc là đánh vào miếng vách. Thưa các vị, nó đều có một cái phản ứng ngược, đó là càng ngày cái tập khí xấu nó càng tăng, càng ngày cái gì phẫn nộ giận dữ nó càng đầy trong tâm thức. Đây là cái cách mà chúng ta gieo cái nghiệp thức giận càng ngày càng sâu trong tâm thức, không biết cách loại trừ nha. Và càng ngày, thưa các vị, với những con người đầy xung đột và đầy giận dữ như vậy thì càng già thì cái chướng tật này nó càng tăng, chứ nó không thể hết được. Cái này không phải mình hù mấy người già nghe, cái này là chuyện thiệt á. Chuyện thiệt là ai mà tuổi trung niên hơi khó ưa là các vị coi chừng mình phải tu làm sao cho thôi, để già càng ngày càng khó ưa, càng cay đắng ra. Rồi đến nỗi là không ai dám gần đâu. Con cái nó cũng sợ các vị gần chết, nó đưa vô trong được cho nó ở không đó. Mình già mà không dễ thương là tội nghiệp mình lắm rồi. Ngay tuổi trung niên các vị phải quán chiếu điều này. Đây là nói về nghiệp thức, cái chiều hướng xấu. Thế rồi nếu các vị có tu tập thì các vị làm được một việc rất dễ thương, đó là các vị không trấn ngự, không loại trừ, không trốn chạy, không làm gì tác động nó thêm nữa cả. Chỉ cần đơn giản một điều là khi nó có mặt, các vị cắt cái nguồn viện trợ để cho nó hình thành. Cắt nguồn viện trợ là chi? Mình xóa này để minh họa cái điều cho dễ hiểu thế này. Mỗi một cái buồn, mỗi một cái giận, mỗi cái nghiệp chướng của các vị, nó đều có cái nguồn viện trợ. Ví dụ như đây là nghiệp nè. Nghiệp buồn, nghiệp giận, nghiệp tức tối, nghiệp sân si, nó có nhiều nguồn viện trợ đi vô đó nghe. Khi nó có mặt, cái nguồn viện trợ đầu tiên đó là ý thức của các vị. Suy nghĩ về nó. Mình, thưa các vị, mình nghĩ về nó bằng cách là hoặc là mình căm ghét nó, hoặc mình muốn trốn chạy nó, mình muốn loại trừ nó, mình muốn trấn ngự nó, thì đây là cái dòng năng lượng nó tạo thành cái sức mạnh để cho buồn, giận, ghét, thương, phiền muộn, bất an các vị nó lớn theo với cái khả năng chú ý của các vị về cái điều này nghe. Điều thứ hai, nguồn viện trợ thứ hai là ta vận dụng ký ức của ta. Ký ức của các vị về cái nỗi phiền muộn này, về cái con người đáng ghét này, có khi các vị lưu trữ nó hồi nào không biết đâu. Thế nhưng mà mỗi lần gặp cái con người đó, gặp cái sự việc đó nó tái lập lại, hoặc cái cơn buồn đó, cái nỗi phẫn nộ đó nó vừa có nơi các vị, thì những ký ức nó cùng tương hợp với điều này. Tức là những cái âm bản của các vị đã nhớ, đã ghi vào trong tâm thức đó, tự nhiên là nó cuồn cuộn, nó trải về. Điều thứ ba, thưa các vị, là những cái suy nghĩ của các vị, nó cũng là một loại nguồn động lực để nó nuôi dưỡng cái đặc tính tiêu cực này nghe, tức là cái nghiệp xấu ác này. Các vị suy nghĩ về nó, các vị thầm thì về nó, các vị phê bình về nó, các vị phán xét nó, tức là các vị nói thì thầm về cái trạng thái như buồn, như giận, như khổ đau, như bất hạnh nơi các vị, thì cái điều này các vị đang là đổ dòng năng lượng sinh động của các vị để nuôi dưỡng nó, mà nuôi dưỡng nó thì nó càng ngày nó càng lớn. Điều thứ hai là nào có cách chi xóa mờ tâm thức các vị được cả. Cho nên khi có bất cứ trạng thái nghiệp nào vừa xảy ra trong tâm thức ta, thì ta nếu biết pháp hành trì, ta có thể loại trừ những cái loại tập khí này rất là dễ dàng. Thế nào là biết khách, biết pháp hành trì? Thưa các vị, đơn giản vô cùng. Các vị, đầu tiên là tắt hết những cái nguồn năng lượng nó đang đổ dồn vào để nó nuôi dưỡng cái tính chất tiêu cực này trong ta. Tắt hết bằng cách là các vị lặng lẽ nhận diện sự có mặt của nó, nhìn một cách bàng quan, như là người bàng quan nhìn nó thôi, không làm gì thêm cả.
không trốn chạy, không loại trừ, không trấn ngự, không muốn phát tiết gì cả. Hãy mỉm cười nhận diện sự có mặt của nó như bản thân nó đang có chúng ta thôi. Đây là cái cách đầu tiên chúng ta có thể làm để có thể làm cho tất cả những cái dòng năng lượng xung đột nó có thể tắt mất. Ví dụ như mình gặp cái người kia, họ đang rót vào người mình, rót vào mình bằng một cái sự phẫn nộ, hoặc họ đang trêu chọc, hoặc họ đang nói những lời rất là tổn thương mình, nói những lời rất tổn thương mình. Thì lúc bấy giờ, thưa các vị, cái khuynh hướng chung đó là mình đang nhìn cái con người kia, đang phê phán con người kia, đang suy nghĩ về cái con người kia, tại sao họ lại gây nên cái cớ sự như vậy. Trong khi cái điều quan trọng không phải là nhìn người kia, mà cái điều quan trọng là các vị dội ngược lại, các vị nhìn coi cái sự xung đột các vị nó đang lên như thế nào. Thì đây là một cách đầu tiên chúng ta có thể làm được để cắt đứt cái trạng thái tiêu cực nơi tâm hành nó đang sinh ra các vị. Không cần quan tâm tới đối tượng gây nên phiền muộn cho mình, hãy quan tâm tới cái nỗi phiền muộn nó đang khởi lên trong tự tâm mình trước cái đã. Và sau khi mình dội ngược ánh sáng tâm thức về nhận diện nó, thì các vị làm được điều rằng là có thể nhìn nó một cách rất là bàng quang. Nó đang lên, nó đang lớn trong tâm thức, rồi nó dừng ngang cho đó thôi, chứ nó không làm gì hơn nữa được. Thế thì ta chỉ cần có một cái nhìn rất là tỉnh tại, lặng lẽ, vô tư, không tác ý gì thêm cả. Nó có mặt ra làm sao thì ta nhìn ra làm vậy. Thì đây là các vị nhìn được bản chất của những cái pháp phiền não, như bản chất của nó đang sinh đang diệt, rất là bình thường. Nó đến rồi nó đi, rồi nó tắt mất thôi. Đây là cái cách thứ nhất để cho mình có thể thoát được cái nhìn bị hạn chế bởi nghiệp thức của loài người, nghiệp thức của xã hội, nghiệp thức của nghiệp riêng mình nhé. Điều thứ hai, cái nhìn từ nguyên lý tương liên. Thưa các vị, cái phần thứ hai này thì nó cho phép chúng ta có cái nhìn rằng là mọi việc xảy ra trong ta, mọi cái tâm thức đang vận hành trong ta, nó không phải là một, nó không phải là chỉ có một cái trạng thái đơn điệu của ý thức nó sinh khởi thôi, mà nó còn xảy ra do rất nhiều dòng ý thức chảy vô để nó hình thành một cảm xúc như vậy, cảm thọ như vậy. Một nỗi buồn nó khởi lên trong các vị, nó không đơn thuần chỉ là một nguyên nhân này làm thành nỗi buồn, mà nó có một ngàn vạn nguyên nhân. Cách thứ hai này làm cho chúng ta chẻ nhỏ nỗi buồn ra để cho nỗi buồn nó mất đi cái tác dụng nó đè nặng đời sống ta. Ví dụ một hôm mình phát giác ra rằng là cái tín phiếu mình chơi đó, cái từ trong tiếng Anh nó gọi là gì, là stop phải không? Tín phiếu mình chơi tự nhiên nó tuột xuống, Dow Jones tự nhiên nó hạ thấp xuống, không còn điểm nào hết. Các vị đi vô cái thế giới đó, các vị biết nhiều, mình chỉ nhớ lóng thoáng một vài tên thôi nghe. Thưa đại chúng rằng là cái nỗi sầu thảm tự nhiên nó tràn ngập tâm thức mình. Thế nhưng mà nếu mình quan chiếu, mình chẻ nhỏ cái nỗi sầu thảm bị mất của ra, thì mình thấy ồ, ngày xưa mình bỏ vô dường như chỉ có vài chục xe gì đó thôi, phải không? Cái từ trong cái thế giới trò chơi đó nó gọi là xe phải không? Một xe bao nhiêu? Tùy giá hàng ngày. Nhưng mà mình tính ra cái vốn của mình chừng như nó không có bao nhiêu lắm, chừng 3.000 thôi. Thế rồi mình nuôi nó qua với tháng năm cho nên nó gần 1 triệu rồi. Và dường như hôm nay nó tuột lại, thì nhiều lắm là nó mất đến cái mức độ, nhiều lắm là mất cái vốn đi chừng 2.000 bạc, chứ có là nhiêu đâu. Nếu 2.000 đồng bạc ta xài cái Tết thì tiêu mất rồi, thì có gì đâu mà buồn. Đây là chẻ nhỏ cái nỗi buồn ra bằng nguyên lý tương liên. Đó. Cái thứ hai, chẻ nó ra được nữa, đó là chi? Thưa các vị, có khi mình vụng quá thì mình nghĩ rằng là tại sao mà cái lúc nó lên 1 triệu mình không bán đi để mình có 1 triệu phú chứ, mà mình để cho tới lúc nó tuột xuống, nó hơi tuột là bán đi. Không,
nghĩ rằng nó sẽ trở lại mức độ cũ, nhưng mà nó không trở lại, rồi mình cứ chờ hoài, chờ cho tới một hôm nó tuột dốc luôn cho tới bây giờ. Chứ chi mà mình bán sớm tí thì mình có được vài trăm rồi. Và cái nỗi ân hận như vậy thì thưa các vị, nó đọa đài và nó làm khổ các vị nhiều hơn là bản chất của sự việc làm khổ nghe. Mình tiếc của, mình hối hận, rồi những cái đó nó dày dò. Rồi mình nhớ ra rằng là có một lúc thầy A thì B đã vận dụng tiền mình, nói thôi cho tôi mượn đi, tôi cắt cái chùa từ từ tôi trả. Nhưng nếu lúc đó mà mình bán, mình cho mượn thì bây giờ còn hy vọng có tiền lại, hoặc là cho bạn bè. Thế là bao nhiêu nỗi hồi, nỗi ân hận, hối tiếc. Và cái đầu của các vị nó lung tung, nó làm việc, cho nên tạo thành cái cơn buồn nó càng buồn hơn ấy. Trong khi đó các vị liên hệ với nguyên lý tương liên, các vị thấy rằng là ta mà mất sạch thì cái nguồn tiền này nó đi về đâu? Có khi là nó chạy về cửa ngõ khác và người khác được nhờ. Còn nếu nó không chạy về ngõ khác, thế thì thưa các vị, kinh tế nó cũng không vì lý do đó mà nó bị suy thoái. Cho nên chuyện lên hay là xuống, chuyện có cùng không, ta có thì người khác mất, mà ta mất thì người khác có. Nguyên tắc là vậy mà. Ví dụ như mình mất một cái xe, mình mất cái xe phone, mình rất là khốn khổ, nhưng mà mình nên mừng một điều đó rằng là có khi là người khác họ lượm được, có xài, họ vui hơn nhất. Thế thì thưa các vị trẻ nhỏ ra, thay vì các vị đặc biệt hướng tâm thức các vị vào cái nỗi buồn, các vị trẻ ra từng phần nhỏ vậy. Các vị thấy là mọi việc trong đời này nó liên hệ chặt với nhau nghe. Ta mà nghèo thì người khác giàu, đã vui rồi. Rồi trong gia đình, nếu các vị quan sát rằng là ta là một người liên hệ với ngàn vạn con người, ta mà lỡ tật bệnh thì cái điều tuyệt vời là người khác ít tật bệnh. Ta ăn nhiều một chút thì người khác bớt đi. Còn nếu ta ít chút thì người khác có của ăn nhiều hơn ta. Thưa các vị, mình hãy coi mọi chúng sinh giữa trần đời này đều bà con dòng họ ta cả. Thế thì ta mất của là người khác được của đó. Thế mất gì đâu mà buồn. Đây là một phương pháp thưa các vị. Đó là mình vận dụng cái điều này chia sẻ để các vị thấy rằng các vị có quyền quán chiếu điều này bằng cái con đường tương liên. Trẻ nhỏ ra những phiền não của các vị, cho tới một lúc phiền não đó cũng biến mất. Dùng năng lực lý trí, dùng năng lực trí tuệ, ta có thể cứu chữa được mọi thứ giữa trần đời này. Điều thứ ba, thưa các vị, là cái điều cuối cùng mà mình muốn chia sẻ, đó là bản chất đích thực của vạn pháp. Khi các vị đi vô cái tầng quán chiếu về nguyên lý tương liên này, tức là không có một pháp nào giữa trần đời này nó đơn độc. Cái này nó biến mất thì nó sinh ra cái kia. Quốc gia này giàu có là nhờ nhiều quốc gia nghèo đói. Nguyên tắc là như vậy. Thưa các vị rằng là chưa có một điều gì giữa hành tinh này nó không có sự cân bằng hết. Các vị thấy là dòng sông mà nó bên đây nó lỡ vô cùng là thậm tệ, đáng sợ, thì nó sẽ làm một cái cồn bãi phía dưới dòng sông nghe. Ai đã từng sinh sống ở những cái vùng sông nước của miền Nam, nhất là sông Tiền, sông Hậu, các vị biết điều này nghe. Các vị hình dung rằng có những đêm vậy là nó lỡ luôn cả nhiều căn nhà trôi xuống. Và nước nó cứ xoáy tròn thế này, nó sâu không biết cái cơ mang nào mà nói. Ấy vậy rồi nó đeo hết tất cả đất xuống hạ lưu, nó làm thành một cái cồn bãi gì đó. Trong một đêm thôi là nó nổi lên một cái cồn rất lớn. Thế thì chưa có cái gì mà không có lực bù trừ nghe. Nó lỡ bên này thì nó bồi bên kia, xong sâu bên lỡ bên bồi mà. Thế thì các vị hình dung rằng là vạn pháp như cuộc đời này nó liên hệ rất là chằng chịt với nhau. Ta mà giàu á thì người khác nghèo, mà người khác giàu thì ta nghèo. Đất nước này, nơi nào khắp hành tinh này mà cái tình trạng chiến tranh hoạn họa giết chóc còn xảy ra đó, thì thưa các vị, mới tạo thành một vài quốc gia được bình yên và không có chiến tranh. Các vị thấy điều này rất rõ tường á. Sau 911 rồi Mỹ nó đẩy hết những cái chuyện khủng bố chiến tranh ngoài đất nước Mỹ.
nó truy nguyên tận nguồn, nó đánh cho nó đâu phải là đợi cho người ta cập Đại Tây Dương hoặc là Thái Bình Dương đổ bộ lên đất nước đó đâu, nó đâu cho phép. Thế thì thưa đại chúng, các vị nhận ra bản chất đích thực của giảng pháp là nó luôn có một cái nguyên lý rất là công bằng, và nó luôn có sự hồi báo nhất định. Sẽ tới một lúc nào chúng ta không biết nha, phước của đất nước Hoa Kỳ vẫn còn. Và nếu trong cái tình trạng mà chúng ta không biết tích phước, thì thưa các vị, sẽ có một ngày nào đó nghiệp nó đến thôi, chứ không thể tránh được đâu nha. Chưa có gì vay mà không trả, chưa có cái nguồn tài nguyên nào xài mà không cạn, và chưa có một nền văn minh nào rực rỡ 500-700 năm, 1000 năm, chưa hề. Nền văn minh La Mã ngày xưa, nền văn minh của Inca Nam Mỹ, nền văn minh của Ai Cập, thưa các vị, nó đều theo với chu kỳ sinh và diệt hết. Thế thì hai ý nơi đây, thưa các vị, bản chất vạn pháp luôn liên hệ với nhau, bản chất của vạn pháp luôn sinh diệt bồng bềnh, không bao giờ đứng yên. Bản chất của vạn pháp, thưa các vị, là nó luôn bị biến đổi, luôn bị vô thường. Bản chất của vạn pháp không có tự tánh nhất định. Ở mức độ dễ hiểu là không hề có gì thịnh mà không suy, không hề có gì sinh mà không diệt, không hề có cái gì đứng yên một chỗ mà không đổi thay. Đời sống trong phạm vi nhỏ là người, các vị nghĩ rằng là nó đứng yên ư? Không, xê dịch từng sát na một, đổi thay từng sát na một. Thế thì từ cái nguyên lý này, từ cái nhận biết này, thưa các vị, chúng ta tháo bớt đi những cái ý niệm sai lầm là mọi pháp nó nguyên vị, nó có một thực thể nhất định, nó không đổi thay. Đó là cái điều đầu tiên để bớt đi cái nỗi khổ. Điều thứ hai, nó làm cho chúng ta có một cái nhìn rằng là sống giữa cuộc đời này, anh với mọi người liên hệ rất là chặt, cho nên tất cả những điều gì anh làm cho người là anh làm cho anh. Anh làm cho quốc gia anh là anh cũng làm cho những quốc gia khác. Điều thứ ba, thưa các vị, nếu bản chất của vạn pháp vốn là vô thường vô ngã, thì dù cho cái nghiệp của các vị nó bị lâm vô cái tình trạng khốn khổ đến mức độ nào, bất hạnh đến độ nào, nhưng mà các vị có khả năng nắm được vận mệnh mình trong bàn tay để thay đổi tất cả nghiệp xấu ác của các vị để làm thành nó hiền thiện. Đó là ba điều mình kết lại bài học hôm nay. Thôi dừng lại, gần 9 giờ rồi. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô thần thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thần.